Bỏ lại nó đi con. Ồ, nó móc đấy ha. Alo. 610. Alo. Sao riêng chị ơi? Chào riêng anh. Đâu? Nhất. Ồ cái đầu gì cái banh như ta đã kìa. Cái kia nè. Ủa, xấu theo là 120 hả? Dạ. À. Số theo, đây là loại series số theo. Đưa chị, đưa đi. Vô đây ngồi ghế nè con. Ngồi ghế nè, ngồi đây con. Số theo là 120. Ri là 100. Cái này rất là to. Cái này rất là to luôn. Đúng chị. Nhìn trái sầu riêng ngon rồi. Giỏi rồi, xuất sắc. Ghê chưa? Biết mà hai cái con chơi ai đầu giống nhau đi làm không thấy đặng nguyên vũ không ai giúp đỡ ổng đó. Dạ 100 ngàn anh có loại sầu riêng này là sầu riêng 6 theo là 120 nè, 1 chia 6 là 100. Số theo là em của Sáu Hữu á. Anh
342. Quá thì nhiều khía rồi, cái này chắc 6 hộp luôn. 6 hộp à? Để xem 6 hộp. Cái này chưa chín mấy anh ơi, là vừa mới chín tới. À. Chín. Đóng lại nó chẳng chín con. Cái video kia mấy trăm ngàn view rất như nào, video mà hôm qua mà em nuôi á thử miếng không anh, chính rồi chính rồi cực kỳ dẻo béo luôn. Ô sực kê đúng không? Nó lên cao bình luận chưa? Lên cao bình luận chưa? Biết á, chưa để mấy cái like. Có rút hả? Lên thấy chửi không mà. Đó, em biết lắm mà. Được, lên chửi là được. Có được cách. Có chửi là ngon đúng không? Có được hết hả? Còn anh ơi. Còn đây nữa nè. Kia còn muốn nữa đó. Qua uống ly cà phê về tối ngủ cũng được. Không được hả? Ờ. Bạch xỉu chứ, bạch xỉu cà phê. Qua cà phê, cà phê là nặng rồi. Qua cà phê về ngủ không được luôn. 210 á. Sầu riêng thì có nhiều loại lắm, quan trọng là chất lượng như thế nào thôi. Tư vấn kìa em trai, lên tư vấn cho khách đi. Anh cái này anh mà bao? Chị thử đi chị, lọt qua cho thử luôn. Chú kìa, chú ở phía ngoài đó, chị khách phía sau đó. Cho nhanh cái này là ráo chỗ nha. Được cái ráo, chiếu. Được cái ha. Rồi lấy hộp đi cho chị nha. Đến, đánh lấy hộp đi. Hai hộp đi. Mới còn. Mới mấy ký á, còn mấy chục hạn nhiều lắm rồi. Mua sầu riêng tặng bơ. Xong chưa? Xong chưa, gửi hàng qua đi. Bơ nha bạn. Thì hộp á. 100.000 hộp, 100.000 hộp. Bơ 20. Trời ơi. Cái nói đầu gì chiều. 20.000 ký. Rồi 20.000 thì khách mua tặng bơ đấy. Kêu đúng tên chứ. Thấy giá dẻo không? Có
Giống như ngày xưa bộ phim gì ta? Cô Lâm. Không phải. Phim đó, chị mới có mười mấy tuổi rồi cô ơi. 35 tuổi rồi đó. Lại có cô nghe nói thật. Chưa có vợ, anh chưa có vợ. À, em đang không có nói chưa vợ, em đang độc thân. À, vẫn là độc thân. Độc thân mà chưa vợ chứ sao mà nghĩ. Nó bảy em nói là chưa có người yêu. Còn có anh kia anh comment lên kêu anh nói gì? Cái này nhiêu anh? 290 hả? 290. Quê ở đâu ra? Quê ở miền Tây nhưng mà làm Bình Dương đang tìm người. Quê như là. Ghê quá. Đấy chứ không còn lại tự nhiên cái hộp này đưa qua toàn là gãy này không chơi sao? Ngồi lên kia cho cái ghế rồi. Gió mát chơi game không? Không có chơi game nào, TikTok là tôi chia tài khoản game chưa? Tên là tên gì? Là con biết trong lâu rồi. Nè, nói xạo đâu nè. Mình đang sinh sống ở Trà Vinh, làm công việc ở Đồng Nai. Mình sinh năm 1975. Mình muốn tìm một người yêu thích mình. Hay là mấy bữa anh chọc chọc kêu là thanh đi giấy xong đó là anh comment đấy anh nữa anh đúng không chắc chạy quá gì thôi anh ơi anh cứ giao em không à hả anh cứ tối ngày anh giao bán rồi gả em luôn kệ có gì đâu đây mà chỗ sầu riêng quá trời luôn ha kệ quá trời sầu riêng chín đó nhiều mà, đó nhiều mà. Ai cho em gọi nóng sợ riêng em chụp hết em hôm qua nóng sợ riêng. Đó qua đây em. Thoải mái. Giỡn thôi. Anh muốn giữ sợ riêng chụp hình đi. Được luôn. Ghê không? Hả? Em nhẹ dạ lắm. Ông chủ cũng nhẹ dạ lắm. Ở đây chị em đàng hoàng em trời ơi, quay luôn chứ ai có ngại gì đâu mà. Thấy chưa? Dữ dằn. Thanh đi đâu là ê, nhưng mà tính là Thanh là nhỏ tuổi hơn à. Thanh nhỏ tuổi hơn. Quá không? Bằng tuổi hả? Nhỏ tuổi ngay. Cũng phải già lắm sao? Không phải, nhỏ tuổi rồi. Đó chỉ xíu à. Sinh năm 89. 89 hả? Cái này 92 nè. Em 95, anh là nói gì? Hả? Dạ gì vậy? 95, em 95. 95 à? 95. Ừ, em 95. 96 cũng được nữa. 96 cũng được à? Cho 2000 đi. Con kìa quen rồi cô. Giàu tới bất tử luôn chịu không nổi đâu. Ghê không? Ghê không? Ghê không Thanh không? Vẫn buôn bán có bạn bán có vườn có nhậu không? Nhậu ba giờ khuya luôn. Vậy hả? Nhậu cái tuốt ở bên đó đường á. Bên kia hả? Ở đây nè, quán này nè. Có xin wifi không? Wifi quên xin. Trời ơi, có xin wifi. Anh hát wifi tắt nhạc gì. Hát wifi. Hát wifi tắt nhạc lắm không? Tới giờ đó là mình hát wifi liền. Cho wifi đi chỗ khác. Nắng quá. Mưa. Xe rác á hả? Giờ này nó lại lại rồi. Bơm không? Ăn đi con. Bơm ngon lắm luôn á, mùi lắm. Có trái gì vui vẻ nghe. Lẩu cá ăn đó, lẩu cá quá vẻ ngon mà. Cắt cổ. Đó. Cắt kìa.
mình muốn quay một cái clip dài luôn, từ đầu cũng đuôi luôn, không biết cắt xén gì đó cho cô chú. Cảnh buôn bán bây giờ là hồi nãy, từ nãy giờ bây giờ là 1-2 giờ chiều, bởi vì 1-2 giờ chiều nó còn nắng lắm, bà con chưa đi đâu, tối đi quá trời, bà con đi lễ hội á, chở nào các anh thì chở người yêu, rồi các chị thì chở con chở cái đồ ra, nói chung là đi chơi lễ hội mà. Đông luôn. Đông luôn. Đông ông nội nó nghẹt, con người ta. Ở đó Bình Dương là khoảng 9 giờ là ít đường không? Dưới này hôm qua lúc anh về rồi ha. Đông. Giờ đó là giờ đông mà, giờ đó bắt đầu đi chơi mà. Anh về hồi em bọn anh về 6 rưỡi mà. Rồi đẩy ra là hết, tức tắc đi. Có còn quá hả? Đông vui lắm. vui không đông có vui không? Vui hả? Vui, khách hàng đông à. Với lại mình lúc đó mình không khui bán, mình có thể giao tiếp được giá đẹp cho xinh nhiều lắm đó, thôi giờ đó nói. Nói chung á là em quay thì em nói gì nói thôi, chứ mà em chỉ cần hỏi câu là cũng tự động